Bất ngờ, một bạn gái xinh đẹp thấm nhuần tư tưởng Phật giáo nhưng lại chọn đạo Công giáo. Thành Long mến chào cộng đoàn. Gần đây mạng xã hội chia sẻ rầm rầm một câu chuyện của một bạn gái xinh đẹp. Bạn thấm nhuần tư tưởng Phật giáo nhưng lại chọn Công giáo làm điểm tựa tâm linh của mình. Câu chuyện đức tin của bạn rất hay, mời cộng đoàn cùng xem tiếp. Lưu ý, bài chia sẻ của bạn chỉ là lời chứng cá nhân mang tính tham khảo chứ không tuyệt đối đúng với đức tin Công giáo. Cuối video, Thành Long sẽ chia sẻ suy nghĩ của mình về bài viết của bạn. Bạn Song Huỳnh viết như sau. Vì sao sống ở một nơi có tới hơn 90% người theo Phật giáo nguyên thủy nhưng mình vẫn chọn Công giáo? Trước tiên, mình chọn tôn giáo để theo, không dựa vào truyền thống gia đình nên không có chuyện mặc nhiên. Cha mẹ theo đạo nào thì con theo đạo đó. Là một người thích sự logic nên khoa học là rất quan trọng, nên dĩ nhiên mình không thể chấp nhận một vũ trụ được một đấng sáng tạo nào đó tạo ra. Vì không một ai, kể cả các mục sư hay linh mục, tức cha xứ, cũng không thể lý giải rõ ràng câu hỏi đó. Vậy ai hay cái gì đã tạo hoặc sinh ra đấng sáng tạo ấy một cách thuyết phục được? Còn khoa học thì có thuyết Big Bang lý giải nguồn gốc của vũ trụ khá logic. Linh mục Jacques Lemaître đặt nền móng kiến tạo nền thuyết Big Bang. Tuy nhiên, trong cuốn Lịch sử thời gian thì ngay chính Stephen Hawking cũng không thể giải thích nguồn gốc của điểm kỳ dị từ đâu mà có. Vào trước thời điểm Big Bang khoảng 13,8 tỷ năm trước là gì? Ông ấy chỉ nói rằng khi thời gian và không gian còn chưa sinh ra thì không có khái niệm trước Big Bang được. Theo mình thì chính khoa học cũng bế tắc trong vấn đề lý giải nguồn gốc của vũ trụ như tôn giáo mà thôi, chứ chẳng hơn gì. Phật giáo thì hầu như không lý giải nguồn gốc của vũ trụ. Đức Phật chỉ giải thích chung chung rằng khi kết hợp những điều kiện đủ thì sẽ sinh ra vạn vật và sẽ vận hành biến chuyển không ngừng trong vòng thành, trụ, hoại, diệt. Mình cho rằng sách Sáng Thế Ký vì không thể giải thích một cách rõ ràng cho những con người ở thời điểm đó, những phạm trù quá phức tạp nên đã viết ra cách tạo ra vũ trụ trong 6 ngày như vậy cho dễ hiểu. Nói thật, mình đã tìm hiểu về Phật giáo nói riêng và các tôn giáo nói chung từ rất nhiều và bản thân cũng ảnh hưởng từ tư tưởng tiến bộ của Phật giáo về mục đích tối thượng là giải thoát con người khỏi mọi khổ đau của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ít ai biết mình vẫn ngồi thiền mỗi ngày để diệt dục. Dù là người Công giáo, mình không câu nệ phương tiện để tiếp cận hạnh phúc. Chúa không hẹp hòi đến mức cấm ngồi thiền như nhiều người vẫn nghĩ. Đến với tôn giáo, theo mình là phải chí tín, luôn tỉnh táo để không sa vào mê tín mà ở tôn giáo nào cũng có, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Người Phật tử chí tín không bao giờ suy sụp quy lệ để cầu xin Đức Phật ban cho mình bất cứ thứ gì, vì họ biết nền tảng của Phật giáo là luật nhân quả. Nhân đã được gieo trong quá khứ, khi đủ duyên thì sẽ trổ quả. Và Đức Phật, Buddha, có nghĩa là đấng giác ngộ, chứ không phải là thánh thần mà ban phúc hay giáng họa, phá vỡ luật nhân quả được. Trong các tín đồ Kitô giáo cũng vậy, chỉ những người mê tín mới cầu xin Chúa cho mình một thứ gì đó. Người chí tín chỉ cầu xin Chúa thương cho con có thêm nghị lực để vượt qua khó khăn, cho con thêm lòng thành để có thể chia sẻ yêu thương, cho con thêm sáng suốt để có thể học tập, chứ không xin cuộc đời êm đẹp, giàu có. Nếu ai thấu hiểu giáo lý của cả hai tôn giáo sẽ đều nhận ra rằng đều tốt đẹp như nhau, chỉ là khác nhau ở cách tu và hành mà thôi. Còn những cách hành lễ chỉ là do đặc điểm của mỗi tôn giáo, do chính con người tạo ra và tâm phân biệt, chấp trước mà thành. Và sao mình thấm nhuần tư tưởng Phật giáo nhưng lại chọn Công giáo? Đơn giản vì mình thấy cách sinh hoạt tôn giáo của Công giáo hợp với mình hơn. Và thật ra, Kitô giáo cũng có nhiều nhánh và các dòng khác nhau, dù tất cả đều tin vào Thiên Chúa và những điều răn của Chúa. Nhưng cách sinh hoạt có hơi khác nhau.
như Công giáo La Mã có liên hệ với Vatican, nhưng với Tin lành và Anh giáo thì không. Các mục sư của Tin lành thì có thể kết hôn và có con bình thường chứ không như các cha. Anh giáo còn có tính thế tục hơn cả Tin lành khi chấp nhận mục sư là nữ. Vì sao là một người thích khoa học, hiểu về vật lý thiên văn và say mê vật lý lượng tử, quantum physics, nhưng vì sao vẫn tin vào tôn giáo? Vì mình nhận ra khi người ta biết về một thứ gì đó thì đồng thời nảy sinh ra một đống những câu hỏi mà không thể nào trả lời được. Học càng nhiều càng nhận ra con người biết thật ít. Cái chúng ta biết chỉ là hạt cát so với đại dương, những gì mình chưa biết mà thôi. Người có tôn giáo làm điểm tựa về mặt tinh thần sẽ có cuộc sống cân bằng và lương thiện hơn người không có tôn giáo rất nhiều. Vì ai cũng biết pháp luật chỉ có thể ngăn người ta làm điều ác, nhưng tôn giáo sẽ giúp người ta trở thành người tốt. Hết trích.